Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Giu-đa, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Có mấy người Giu-đa và người Benjamin ở tại Jerusalem. Về người Giu-đa có Athaya, con trai của Usia, cháu của Sa-cha-ri, chắt của Amaria, chít của Sê-pha-tia. Sê-pha-tia là con trai của Mahalalen, thuộc về dòng dõi Phê-rết. Lại có Ma-a-sê-gia, con trai của Ba-rúc, cháu của Côn-hô-sê, chắt của Ha-sa-gia, chít của A-đa-gia. A-đa-gia là con trai của Yô-gia-ríp, cháu của Sa-cha-ri về dòng dõi Si-lô-ni. Các con cháu của Phê-rết ở tại Jerusalem là 468 người mạnh dạn. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed, chắt của Phedaya, chít của Kolaya. Kolaya là con trai của Maaseya, cháu của Ethien, chắt của Esai. Và sau người có Gabbai và Salai, cùng 928 người. Yoen, con trai của Siri làm quan trưởng của chúng. Còn Yuda, con trai của Hasenua làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ có Yedaya, con trai của Yoyarib, Yakin và Seraya, con trai của Hinkia, cháu của Mesulam, chắt của Sadoc, chít của Merayot. Merayot là con trai của Ahitub, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có Adaya, con trai của Jeroham, cháu của Phelalia, chắt của Amsi, chít của Sachari. Sachari là con trai của Phasurơ, cháu của Mankiya, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có Amasai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Mesilemot, chít của Ime và các anh em họ đều là người mạnh dạn và can đảm, số được 128 người. Sabdien, con trai của Gedolim làm quan trưởng của chúng. Trong người Lê-vi có Shemaya, con trai của Hasub, cháu của Ariham, chắc của Hasabia, chít của Bunni. Trong các trưởng tộc người Lê-vi có Sabethai và Yosabat, được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mattania, con trai của Miche, cháu của Sabdi, chắc của Asap, làm đầu về việc hát lời khen ngợi trong lúc cầu nguyện, cùng bác Bukia là người thứ nhì trong anh em mình, và Abda, con trai của Samua, cháu của Gala, chắc của Yeduthun. Hết thảy người Lê-vi ở trong thành thánh được 284 người. Những kẻ canh giữ cửa là A-cúp, Tanh-môn và các anh em họ được 172 người. Các người Israel khác, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều ở trong các thành của xứ Giu-đa, mỗi người trong cơ nghiệp mình. Người Nethinim đều ở tại Ô-phên, Si-ha và Gít-ba làm quan trưởng của người Nethinim. Usi, con trai của Bani, cháu của Hasabia, chắc của Mattania,
chít của Mi-chê về dòng dõi A-sáp là kẻ ca hát, được đặt cai trị người Lê-vi tại Jerusalem, lo làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Vì có lệnh vua truyền về việc của chúng và có một phần lương định cấp cho những kẻ ca hát, ngày nào cần dùng theo ngày nấy. Phê-tha-hia, con trai của Mê-sê-sa-bê-ên về dòng Sê-ra là con của Giu-đa, giúp vua cai trị mọi việc dân. Còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Giu-đa ở tại Kiriat Araba và trong các làng nó, tại Dibon và các làng nó, tại Giê-cáp-xê-ên và các làng nó, tại Giê-xua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, Hát-sa-su-anh, Bê-e-xê-ba và trong các làng nó, tại Siết-lạc, Mê-cô-na và trong các làng nó, tại En-ri-môn, Sô-ra, Giạc-mút, tại Sa-nô-a, A-đu-lam và các làng nó, tại trong La-ki và các đồng ruộng nó, trong A-xê-ca và các làng nó. Vậy, chúng ở từ Bê-e-xê-ba cho đến trũng Hinnom. Người Benjamin cũng ở từ Gê-ba cho đến Mít-ma, A-ya, Bê-tên và các làng nó, và ở tại Anatot, Nob, Anania, Hát-so, Rama, Gi-tha-im, Hadid, Sê-bô-im, Nê-ba-lát, Lô-đơ và Ô-nô, tức là trũng của các thợ. Từ trong các người Lê-vi, có mấy bang ở Giu-đa hiệp với Benjamin. Chương 12. Đây là những thầy tế lễ và người Lê-vi theo Sơ-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên và Giê-xua mà đi lên. Sê-ra-gia, Giê-rê-mi, E-sơ-ra, A-ma-ria, Ma-lúc, Ha-túc, Sê-ca-nia, Rê-hum, Mê-rê-mốt, I-đô, Ghi-nê-thôi, A-bi-ya, Mi-ya-min, Ma-a-đia, Bin-ga, Sê-ma-ya, Yô-ya-ríp, Dê-đa-ya, Sa-lu, A-móc, Hinh-kia và Dê-đa-ya. Đó là quan trưởng của những thầy tế lễ và anh em của họ trong đời Giê-xua. Những người Lê-vi là Giê-xua, Bin-nui, Các-mi-en, Sê-rê-bia, Giu-đa và Mát-ta-nia là người với anh em mình coi sóc việc hát khen ngợi. Lại có Bác-bu-kia, U-ni cùng các anh em mình. Họ thay đổi phiên nhau trong công việc mình. Giê-xua sanh Giô-gia-kim, Giô-gia-kim sanh Eli-a-síp, Eli-a-síp sanh Giô-gia-đa, Giô-gia-đa sanh Giô-na-than, Giô-na-than sanh Gia-đua. Này là trưởng tộc của những thầy tế lễ trong đời Giô-gia-kim, về họ Sê-ra-gia, Mê-ra-gia, về họ Giê-rê-mi, Hanania, về họ E-sơ-ra, Mê-su-lam, về họ A-ma-ria, Giô-ha-nan, về họ Mê-lu-ki, Giô-na-than, về họ Sê-ba-nia, Giô-sép, về họ Harim, Ác-na, về họ Mê-ra-yốt, Hên-cai, về họ I-đô, Sa-cha-ri, về họ Ghi-nê-thôn, Mê-su-lam, về họ A-bi-ya, Siết-ri, về họ Min-ya-min và Mô-a-đia, Phinh-tai, về họ Bin-ga, Sa-mua, về họ Sê-ma-ya, Giô-na-than, về họ Giô-gia-ríp, Mát-tê-nai, về họ Giê-đa-ya, U-si, về họ Sa-lai, Ca-lai, về họ A-móc, Ê-bê, về họ Hinh-kia, Ha-sa-bia, về họ Giê-đa-ya, Nê-tha-nê-en. Về người Lê-vi, các trưởng tộc của họ đã biên tên vào sổ trong đời của Eli-a-síp, Giô-gia-đa, Giô-ha-nan và Gia-đua. Còn những thầy tế lễ thì biên tên vào sổ trong đời Đa-ri-út nước Phê-rơ-sơ. Các trưởng tộc của người Lê-vi có ghi tên vào sách sử ký cho đến đời Giô-ha-nan, con trai của Eli-a-síp. Các trưởng tộc của người Lê-vi, Ha-sa-bia, Sê-rê-bia và Giê-xua, con trai của Các-mi-en và các anh em người đứng đối nhau, từng bang từng thứ, đặng ngợi khen và cảm tạ, tùy theo lệnh của David người của Đức Chúa Trời. Mát-ta-nia, Bác-bu-kia, Ô-ba-đia, Mê-su-lam, Tanh-môn và A-cúp là kẻ canh giữ cửa, giữ các kho bên cửa thành. Các người này ở về đời Giô-gia-kim, con trai của Giê-xua, cháu Giô-sa-đát, về đời Nê-hê-mi quan tổng trấn,
và về đời Ezra làm thầy tế lễ và văn sĩ. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập choã, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit, lại từ Bết Ginganh, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bây giờ tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tốp đi về phía hữu trên vách thành tới cửa phân. Sau chúng có Hô-sa-gia và phân nửa số các quan trưởng Giu-đa cùng A-sa-ria, E-sa-ra, Mê-su-lam, Giu-đa, Bin-ya-min, Shemaya, Giê-rê-mi và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn, Sa-cha-ri, con trai của Jonathan, cháu của Shemaya, chắc của Mát-ta-nia, chít của Mi-chê. Mi-chê là con trai của Sát-cua, cháu của A-sáp, cùng các anh em người là Shemaya, A-sa-ren, Mi-la-lai, Ghi-la-lai, Ma-ai, Nê-tha-ne-en, Giu-đa và Hanani, cầm những nhạc khí của David người của Đức Chúa Trời và Ezra người văn sĩ đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối ở ngay mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi đốc vách thành ở trên đền David và đến cửa nước về phía đông. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất. Còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên. Chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseya, Shemaya, Eleasa, Usi, Yohanan, Mankiya, Elam và Ese. Những kẻ ca hát tiếng lớn có Yitrahia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi mà luật pháp đã chỉ định. Vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng hầu việc. Chúng, luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon, con trai người. Vì ngày xưa, về đời David và Asaph, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zerubbabel và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa. Ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. Thi thiên thứ hai. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ loài tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thịnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy, ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Hãy cầu ta
ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cái gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Chương 12. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: Thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này: Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình. Song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phe Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy, mấy người ấy đến thưa Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng: Các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta xem một đồng denier. Họ đem cho Ngài một đồng. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại đến gần mà hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Vả có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người, chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ? Chúa Giê-xu đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết kinh thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Bây giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau
biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Thầy thông giáo trả lời rằng: thưa thầy, thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giê-xu thấy người trả lời như người khôn thì phán rằng: ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này: sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Vì chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Đức Chúa Giê-xu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Chương 13. Đức Chúa Giê-xu vừa ra khỏi đền thờ, có một người môn đồ thưa cùng Ngài rằng: thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa, cả thảy đều đổ xuống. Ngài đang ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành. Đức Chúa Giê-xu khởi phán rằng: hãy giữ mình, kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Đấng Christ. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối. Những sự ấy phải xảy đến nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình. Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án. Các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội. Và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Và khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói. Nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập,
ai đọc phải để ý. Bây giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy thì không có sinh vật nào được cứu. Song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy dầu có ai bảo các ngươi rằng kìa, Đấng Christ ở đây hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên làm những dấu lạ phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa. Các ngôi sao sẽ từ trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rung động. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lộc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần, ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy, các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.